Rồi gà các bạn ơi, gà luôn, con bé tí teo hai con luôn các bạn ơi. Bây giờ đến với con heo chuẩn bị đẻ nè các bạn. Tối nay là nó đẻ đó, bây giờ nó có sữa rồi, bún thành tia hết rồi các bạn. Con này là heo ba máu nha các bạn. Con này là lứa thứ tư rồi. Lứa rồi là đẻ 12 con. Bụng này chắc mình đón khoảng từ 12 đến 13 con các bạn. Nái này chắc đẻ không nhiều đâu, bụng bự nhưng mà chắc đẻ không nhiều đâu. Con to. Nái này thì con tốt lắm, da nó mỏng lắm. Ok nha. Vú các bạn thấy đều chưa? Rồi mình chờ tí nữa nó đẻ thì mình sẽ cập nhật tình hình cho các bạn xem nha. Đây mấy bữa trước mấy cái bầy bên đây nó đẻ xong rồi nè. Bầy bên đây 14 con là ok hết nè các bạn. Ngày mai chắc mình tập cho nó uống sữa. Mình sẽ tranh thủ mình làm một cái clip mà thiến heo để cho các bạn mới vào nghề các bạn xem nha. Rồi heo mình đẻ gớt rồi các bạn ơi, coi nè các bạn. Đó, ra một con rồi nè. La quá trời luôn, chạy ra thấy đẻ rồi nè. Đó, mẹ nó ỉa phân đi tùm lum hết trơn nè. Để mình vệ sinh nó rồi mình bỏ nó vô sọt ống đi nha. Bụng con này to các bạn. Đẻ con thì con dừa nha. Thì đỏ lưng hết trơn. Mình đoán là chắc khoảng 12 13 con á. 14 con thì mừng nha các bạn. Con này lịch sử đẻ là không cao đâu. Rồi, tiếp theo là cập nhật tình hình con đầu tiên cho các bạn xem nè. Đây. Con đầu tiên nè các bạn. Con này đẻ sớm 2 ngày nha các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 10. Đây, chỗ của nó nè. 23 tháng 10. Đây mấy con nái dưới này thì bụng hơi nhỏ các bạn ơi. Có con này thì hơi được nè, con này heo tơ nè. Rồi heo mình chuẩn bị gặn ra con thứ hai nha các bạn ơi. Ra gần tới rồi, ra đầu trước kìa các bạn. Đó, con màu trắng luôn các bạn ơi. Con thứ hai nha. Heo bự á các bạn. Đẻ ra vậy là con tương đối là to đó. Rồi nó ra rồi các bạn ơi. Con này to hơn con đầu tiên luôn. Để mình lau chùi, mình giữ ấm cho nó nha các bạn. Đợi những con khác. Con này nãy giờ 1 tiếng mấy mới ra đó. Mình đợi cho đẻ tự nhiên, mình không can thiệp luôn đó. Rồi đây các bạn ơi, heo mình tiếp tục ra con thứ ba nè các bạn. Con thứ ba vẫn là một con trắng luôn. Tinh này là phối tinh trắng rồi các bạn ơi. Con này khoảng nửa tiếng nó mới ra đó. Để mình chờ con kế tiếp coi sao nha các bạn. Để kéo dây úng nó ra trước nha. Con thứ hai còn trong sọt đó nè. Rồi đây là em bé thứ ba nè các bạn. Bây giờ mình cho vô sọt đi để cho nó ráo ráo xíu rồi mình cắt dây úng cho nó nha. Bây giờ mình sẽ cắt dây rúng cái con thứ hai rồi mình thả ra chung với con thứ nhất cho nó bú luôn các bạn. Hiện tại là được 3 con rồi. Mấy bầy bên đây là bú no rồi ngủ rồi nè. Bên đây là có con bầy mười mấy ngày, một bầy hai mấy ngày. Là do con mẹ nó làm xúc cái này nè. Con mẹ của nó làm xúc cái này do mình buộc dây á. Rồi con mẹ nó xuống mình tách bầy nó luôn. Rồi ngày mai đó, mình sẽ bắt 8 cái con bự này ra. Là cho cái con này nó nuôi cái bầy nhỏ thêm ít ngày nữa, 5 đến 7 ngày nữa thì mình sẽ tách bầy luôn nha các bạn. Mấy cái bầy này thì nó ăn cám gành mạnh hết rồi. Đây mình bỏ hai máng nữa, nó ăn hết một máng nè. Giờ còn một máng nè. Ok hết rồi nha. Rồi quay trở lại với con heo mình nè các bạn. Rồi đợi một tí nữa nó đẻ thì mình cập nhật thêm cho các bạn xem nha. Rồi tiếp theo là chuẩn bị con thứ 4 ra nè các bạn. Rồi ra các bạn ơi, ra luôn. Con bé tí teo hai con luôn các bạn ơi. Rồi xử lý. Rồi đây mình cập nhật cho các bạn xem nè. Cái con thứ 5 và con thứ 6 nha. Con em bé này là nó chuẩn bị ngợp, mình đã cứu sống rồi nha các bạn. Cách xử lý là các bạn chùi miệng nó, chùi mũi nó liền. Rồi xong các bạn cầm hai giò nó chổng đánh vô cái lưng của nó các bạn. Để mình chỉ cho các bạn chỗ nè. Các bạn lấy cái tay nè, chỗ này nè, các bạn đánh vô lưng này nè, đánh 3-4 cái các bạn quay lại chùi, đánh 3-4 cái các bạn quay lại chùi. Trường hợp mà nó hước là các bạn có thể là hút mũi nó, hút mũi có nghĩa là hút nước mũi nó vô trong miệng mình rồi mình phun ra. Chứ mình đừng có thổi vô nha, thổi vô là nó ngạt, nó chết luôn nha các bạn. Các bạn lưu ý nha. Rồi bây giờ mình để cho hai con này vô đi. Rồi mình quay tiếp cho các bạn xem. Nó chuẩn bị gặn nữa rồi đó. Nãy giờ nó đẻ lâu các bạn, do con bự, hai con này nó dồn lại. Mấy cái con mà nó ra đít trước á, nó ra chậm lắm. Tại vì hai cái giò của nó, cái giò phía sau nè, nó đưa về cái bụng á, là khó ra lắm. Rồi 5 con ok nha các bạn.
Rồi tiếp tục con thứ 6 ra nè các bạn ơi, ra chân trước các bạn ơi, ra đuôi nha. Đó, con thứ 6 rất là to luôn, nãy giờ đợi lâu lắm các bạn. Đây, quay cận cảnh con thứ 6 nè. Bự lắm, bự giống như con thứ 2 lúc nãy vậy đó. Không biết là còn con nào ra kế hay không nha, để mình kéo dây rút nó ra nha. Rồi ở đây con thứ 7 mới vừa ra tới luôn nè các bạn. Con thứ 7 này thì nhỏ chứ không lớn đâu các bạn. Chắc còn 1-2 con nữa nó gần ra tới các bạn ơi. Nãy giờ nó gặn lâu lắm mà không ra. Mà con thứ 7 này ra có chút xíu à. Để mình thả mấy con ở ngoài này vô nha. Rồi tiếp theo là con thứ 8 ngã ngựa luôn nè các bạn. Ra là ngã ngựa vậy luôn nè. Để mình kéo nó ra tiếp nha. Đó, con thứ 8 nha các bạn. 1, 2, 3. Con đây là 4 nè. 4 trong đây 4 là 8 con rồi nè. Con này tương đối to đó các bạn. Dài đòn to. Rồi bây giờ mình giữ ấm nó tí xíu nữa nó mạnh á thì thả ra cho nó bú chung mấy con này. Cái con nhỏ này ngộ lắm. Để cầm nó lại cho vú bú á, nữa la sụm chân á, mà nó đi một mình á thì nó không đi được. Rồi heo mình tiếp tục ra con thứ 9 nè các bạn. Mình vừa chích cho nó 3C oxytocin là nó đẩy con này ra nha. Thuốc chưa tác dụng nha các bạn, tại vì nó gặn con này ra thôi chứ thuốc chưa có tác dụng nha. Đây 4 con nè. Ở đây 4 con nữa, 8, đó 1 con nữa là 9 nha. Còn vài con nữa các bạn ơi. Mình đón con này chắc khoảng 12 13 con á, bụng nó chưa có xẹp, nó vẫn còn con nữa, nhưng mà không biết là còn bao nhiêu con nha. Lịch sử con này là dao động là từ 11 đến 13 thôi các bạn, chứ chưa có đẻ hơn nha. Rồi con thứ 10 chuẩn bị ra các bạn ơi, con thứ 10 nha. Đó, to các bạn. Quay lại cận cảnh các bạn xem nè. Con thứ 10 này to lắm, dây rút đứt ra luôn rồi. Đó, tự đứt luôn nha. Rồi ok các bạn ơi, hiện tại được 10 con rồi nhưng mà bụng vẫn còn đội nè các bạn, quay cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy bụng giữa u không? Còn đội nha. Khả năng là 2 con nữa là chắc các bạn. Con này đẻ 12 con là chắc luôn á. Mà không biết là có hơn hay không nha. Giờ này quá trời giành bú rồi. Coi nè. Rồi rồi, tiếp theo là con thứ 11 nè các bạn. Thấy chưa? Mới vừa sơ sức một cái là nó nhảy ra ngoài liền. 11 con rồi các bạn ơi, 11 con mà bụng vẫn còn đội nha. Mong là được 1 con nữa cho đủ chỉ tiêu nha các bạn. Chỉ tiêu của mình mỗi con là để đẻ được 12 con nha. Rồi để lau chùi nó đi, giữ ấm cho nó để nó lạnh. Chờ đợi nãy giờ cuối cùng con thứ 12 nó cũng chịu ra nè các bạn. Rồi rồi rồi. Rồi nè các bạn, cập nhật tình hình con thứ 12 nè các bạn ơi. Cứu sống nha các bạn, nó bị đứt dây rúng, máu chảy quá trời luôn. Ok nha. Để mình lau chùi dọn dẹp chỗ này đi, cập nhật tiếp cho các bạn xem. Mong là được 1 con nữa các bạn. Rồi ở đây mình sẽ cập nhật tình hình mới cho các bạn xem nè. Ra con thứ 13 nè các bạn. Con thứ 13 là con này nha, con này muốn ngợp, nó còn muốn bị nặng hơn con thứ 12 nữa. Đây là 3 con nè. Ở ngoài này 3 nó là 6 nè. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đó. Hiện tại là heo của mình đẻ 13 con nha. Hai con này thì hơi yếu, còn con này là con nhỏ nhất đàn, cái con la sùm á. Ok nha các bạn. Còn mấy bầy bên đây thì ngủ ok hết rồi nè. Đó. Bầy bên đây là 14 con nha. Ngày mai bắt đầu là tập cho nó uống sữa. Rồi con 14 luôn các bạn ơi. Con 14 ra luôn các bạn ơi. Coi con này sao đây. Rồi dãy luôn. Rồi tiếp tục cập nhật con thứ 14 cho các bạn xem nè các bạn. Rồi đây là con thứ 14 nha. Cứu sống nha các bạn. Đó. 3 con ra là đứt dây rúng yếu hết. Để xem coi còn con nào nữa hay không. Đây cập nhật cho các bạn xem nè. Mới vừa đẻ ra con thứ 15 luôn nè các bạn. Nhau nó còn dính toàn ten kìa các bạn. Con thứ 15 này to nha. Rồi các bạn cùng đếm với mình xem là con này phải con thứ 15 hay không nha. Đó là 1 con nha. Ở ngoài bú 3 con nè. Là 4 nè.
5, 6, 7, 8 nè. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đó, heo mình sanh được 15 con. 15 con khả năng là chắc hết rồi các bạn ơi. Để mình lau chùi, mình bỏ vô cho nó bú luôn. Ok nha các bạn, 15 con nha. Đó, tổng đàn của mình. Rồi, cập nhật tình hình mới cho các bạn nè các bạn. Lúc nãy là có miếng nhau nó lòi ra đó các bạn. Mình kéo là cảm giác nó còn giật 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 các bạn. Là khả năng là còn một con nữa các bạn ơi, chưa hết nha. Các bạn đợi một tí đi, xem con thứ 16 như thế nào nha các bạn. Đây, tổng quan đàn mình nè. Con thứ 16 ra các bạn ơi. Muốn ngọt rồi, muốn ngọt rồi. Muốn ngọt rồi các bạn ơi. Như vậy là thành quả tối đêm nay là chắc chỉ có 16 con thôi các bạn. Để một tí nữa mình cho nó bú xong cái bắt đầu mình đếm kiểm lại cho các bạn xem nha. Ok nha các bạn. Đó, tổng đàn mình đó. Rồi mấy đàn bên đây. Con diêm da này bắt đầu hết rồi nè, bắt đầu nó chóc da ra nó lành lại nè. Đó, mấy đàn này ok hết nha. Ở chỗ đó, đó là nó có gãy hai cây sắt là nó đi qua đi lại. Ok các bạn ơi, tối nay là đẻ thành công nha. Quá mong đợi luôn, vượt xa luôn. Mình tính là khoảng 12, 13 mà giờ ra 16 luôn rồi. Ok luôn. Đây là đàn heo của mình đã đẻ xong nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ kiểm đếm cùng với các bạn nha. Con heo này thiếu sữa các bạn ơi, quá trời thiếu sữa luôn. Có thể là chiều ngày mai đã bắt đầu mình tập cho nó uống sữa nha các bạn. Bắt đầu các bạn đếm với mình nha. 1 nè. 1, 2, 3, 4, 5. Con này 6 nè. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Con này 15, con đó là 16 nha. Đó, tổng đàn mình hiện tại là 16 con nha các bạn. Ở đây buổi sáng của con nái mình nè các bạn. Đẻ 16 con mà sáng vẫn đứng dậy ăn uống bình thường nha các bạn. Đó. Ở đây có mấy con nó bị cầu trùng nè, phân nó trắng mới gần hết rồi nè. Rồi ở đây có con diêm da luôn nè. Con diêm da này bây giờ nó chóc cái mài đó, bây giờ nó khô lại đó, nó là chuẩn bị hết đó. Mười sáu con nha. Để mình đếm lại nè. Mẹ nó mới đứng dậy ăn luôn đó. 1, 2 nè. 3, 4, 5 nè. 6, 7 nè. 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. Đó. Ok nha các bạn. Bầy nào là ra bầy đó nha. Mấy bầy bên đây thì bự hết rồi. Bự nó nhiều lắm. Không có cắt gì được đâu nha. Còn bầy bên đây là 14 con. 14 con thì bữa nay là quậy sữa cho nó uống luôn nè. Con mẹ ở đây nó cũng hơi thiếu sữa đó. Rồi để vài ngày nữa mình tranh thủ mình làm một cái clip thiến heo cho các bạn mới để các bạn tự thiến luôn, khỏi mướn ai hết nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip mình nha.